Hello, xin chào cả nhà. Nay tới ngày mình đi thăm bẫy ngày. Một lượt bẫy của mình thì mình có 4 luồng. Một tuần là mình đi thăm một lần nha cả nhà. Xe đến. Nay mình xuống dưới đây mình thăm cái dưới đây. Bữa nay mọc cỏ mọc lên quá trời. Để mình quay cái điện thoại lại cả nhà. Mình xuống dưới đây mình thăm cái dưới đây nè. Ở chỗ mình nắng quá trời, chịu không nổi, chưa có mưa nữa cả nhà. Thăm cái này chuột nó chết nhiều, ở chỗ này vẫn còn mùa sương nha. Cái này mình để cũng lâu lắm rồi nè, mà ủa nặng nặng cả nhà ơi, không biết có con gì không, mà nó có dướng cái gì hay không mình không biết nha, thì hơi nặng nặng nha, nhiều khi nó dướng cỏ không chừng, chắc vậy rồi, dướng rồi cả nhà, tại dướng cỏ mình thấy hơi nặng nặng, không biết chuột còn hay không đây, chuột còn luôn cả nhà, chuột còn, ồ chuột ở đây nó chết rồi, diện chuột khác vô nữa nè, nè. Con chuột nó chết khô gan cả nhà. Con chuột này chuột khác. Coi như là không sao. Và vốn cho bịch lúa nha. Đặt lại. Đâu này. Ai mà đi có cái đường sẵn này cả nhà. Không biết có đạp cái bẫy mình hay không. Rồi. Giống như người ta vô người ta quặng cái gì ở đây nè. Cái bẫy mình. Ở đây quá. Không biết có bị đạp không đây, chắc không. Ê, con hổ hạch cả nhà ơi, giật mình, tại vì cái khu này á là nó có đại ca nên mình phải lấy cây mình móc trước, à giờ nó dính con hổ hạch nên mình phải cẩn thận mới được cả nhà. Hữu hành nha, thử coi nó có dính con gì nữa không, chứ hôm bữa là dính không. À, vậy hả con, vậy là cô đi qua đi lại cô hái xài hả? À con thấy cái đường không, con sợ là đi đạp cái bẫy của con. À vậy hả, hàng chi con nãy con mới nói ai đi cái đường không biết làm gì vô trong đây chơi gì là con hái xoài. Tại con đặt cái bẫy đó, không có đạp. Thì cũng xác cũng dài nhưng mà cái này là nó cặp mé á. Yeah. Bây giờ kiếm hơi bị hiếm cái hữu hành. Này giờ ở đâu cơ? Mình lại đây mình thăm cái bẫy con nè, hồi nãy mình thăm mình dính gắn nè. Gặp cô chủ vườn, cái này cái bẫy này là gần nhà của cô luôn nè. Nó chăn chỗ hồi nãy là miếng đất của cô luôn á. Cô chỉ mình vô trong nhà cô đặt. Kêu vô trong vườn cô đặt. Cô hồi cô đi hái xài, nhưng cô không biết cái bẫy ở đó không. Có đạp hay không, hên là không có đạp. Cái này cũng có phân cái gì nè. Có phân cả nhà ơi. Để bữa nào lấy thêm mấy cái nó vô trong vườn, sâu vô trong vườn của cô đặt, cô kêu vậy đó. Cái này có phân, không biết con gì nha cả nhà. Cục phân. Hữu hành cả nhà ơi. Con này, dính nè. Trời, hữu hành nhỏ, mini, mà phân dữ ha. Bịch lúa vẫn còn luôn. Con này là con thứ hai nha. Bây giờ để đi ra ngoài kiếm chỗ nào bắt mát mình bắt luôn. Lấy cái làm bẫy si cua. Đem theo có hai cái mà dính hai con rồi. Bây giờ mình lại chỗ này mình bắt. Hai con mới gì dính ra luôn nè cả nhà. Mới
mới thăm được ba cái mà dính hai con à. Cũng có tùng rồi đó, mong mà những cái sau nó sẽ như vậy hoài nha, chứ chuyến rồi thăm hình như cũng không có đạt mấy đâu, tầm cỡ ký gửi thôi cả nhà, mà gắn nhỏ mấy chục cái lần ký gửi là coi như là thắt không được cái. Cái luồng bẫy này mình thăm có mấy cái là bị chuyến rồi bị mắc chuột á, không biết chuyến này không biết có thu hoạch lại không. Con này con gắn bà nhỏ rồi, mùa này bắt luôn nha. Mùa này ở trên kia người ta không có gắn á, người ta kêu mình bắt. Khách hàng của mình nó nhờ gắn thiếu hụt quá nên kêu mình kiếp lớn nhỏ gì cũng bắt hết, nhưng mà đừng có nhỏ quá được. Gắn ba hồi trước thì vô mùa gắn ba nào nhỏ quá thì chảnh chảnh thả, mùa này bắt lán hết. Con này cũng gắn ba mà nó ăn chuột u nu nè, ấu ra bây giờ ba bự hơn con nãy được hai con. Kiếm tiền xăng nè, mấy bữa nay thất thu quá. Đây, hai con rồi, không được bự nha. Bữa nay cỏ mọc cái đường đi vô thôi cái bẫy quá trời cả nhà. Đâu có mưa đâu mà mọc dữ vậy ta. Mà cái bẫy này để cũng lâu lắm rồi, chưa có rảnh thôi chạy nào nữa. Trong chỗ này chắc không có. Chuột còn luôn, dở lên nó chạy ra. Ui coi, chuột con, còn chuột. Vô vườn này chó sủa quá trời. Ui trời, có phần cái gì này dính cả nhà, nhỏ rồi cũng nặng rồi. Trời ơi, ba bốn bịch lúa trong đây, thằng chi nặng chịch nó nằm dưới đây nè, nhỏ cả nhà, lúa nhiều. Thằng ba này cũng được, nhưng mà được có cái trọng lúa nè, hai ba bịch thằng chi kéo lên nặng chịch. Hàng ba nha, được con gắn ba, còn con thứ ba nè, bự hơn hai con nãy. Để ra đó hồi nữa mình bắt lại nha, đem ra ngoài hồi mình xử lý đó. Rồi cho rồi, cái đám này bị người ta đốt hết trơn cả nhà, xuống đây thăm cái bẫy rồi không có biết sao không nữa. Rồi cái bẫy của mình bị đốt luôn rồi kìa, trời ơi dính luôn cả nhà ơi, cái đen thui hết trơn luôn rồi kìa. Giờ mình rút cái bẫy ra nha. Trời ơi uổng như trời, cái bẫy này hồi nào giờ nó không dính, hồi nào nó dính nó bị đốt cái đen phui
dính con gì không biết mà con chuột vẫn còn nữa kìa. Trời ơi, con rắn gì đi, rắn gì cháy không biết luôn đó nhà ơi. Hình như là cái con này cũng hơi lạ lạ nha. Con chuột của mình vẫn còn. Cái này mình bỏ luôn nha cả nhà, tại vì nó bị đốt cháy rồi nữa, sau này nó cũng bị mục, không có xài lại được á, nên mình không bỏ luôn. Rồi bị bung hết trơn rồi, đốt cháy nó nổ vậy. Ổn chưa? Rồi ra đây bắt cái con này ra, con này mới dính hồi nãy. Nắng không có miếng gió nè, nắng kiểu này chết. Gắn bệ lâu lâu dính được con gắn mự quý dữ à. Vô con cỡ ký chắc quý dữ rồi nha. À, trời ơi, bị dậm dẹp lép rồi, dẹp luôn trời, dẹp kiểu này. Cái này chuột còn, để ra bắt lại chuột. Ai vô đây mà dậm dẹp lép luôn. Một cái nãy bị đốt, cái này bị dậm. Mình xuống đây mình thăm cái. Rồi, cái này mình đặt cọc cái đường đi luôn cả nhà. Cọc đường đi nhét lại này, trong lỏng. Ôi, ôi, có phần cả nhà ơi, có phần nha. Phần này cũng bự ạ, cũng hơi nặng nặng à, không biết có vướng gì không đây. Khô hành cả nhà ơi, chắc ba nữa quá. Tính vô rút cái này làm cái si cua, đi dài dài thăm mấy cái kia gần hồi quay lại đặt nó sao mà nó dính này. Gắn ba cả nhà ơi, ra ngoài mình bắt nó mình làm cái si cua. Nãy mình thăm cái đằng kia nè cũng có dính con luôn. Mà chuột nó còn, nó nằm trong đây nên nó chỗ này nóng quá, giận mà lại chỗ kia chỗ mát mát cái mình ngồi mình bắt nó luôn. Cái này nãy đằng kia mình dở mình thăm dính, nhưng mà chuột nó tha gom tha gác vô quá trời, dính nhỏ mà con chuột nó vẫn còn vô rút cái bẫy. Gắn đầu tiêu rồi, gắn lại chỗ này, chuột vẫn còn. Tại chỗ đó hồi nãy hát nhạc quá nên mình rút cái bẫy mình ra luôn. Giờ đây sao mà để bắt con chuột ém ém mới lại, để giữ được con chuột được rồi nè. Chút bắt gắn gắn bự hơi nhỏ, chắc nhỏ quá cả đất này. Rồi chết ngắt cái gì, chết cả nhà, bị chuột cắn chết rồi. Nãy giờ không để ý còn chi không thấy nó bò, chết cả nhà. Vậy mà tưởng nó sống, tại vì trong đây gom gác rồi nguyên cái bẫy à, được rồi chết. Dích dưới đây đi, gần hồi tính sao. Bắt cái con này mới dính, mới vô rút cái bẫy ra để làm cái bẫy sư cua nè.
Nãy rút không có coi thấy nó dính, không có coi rõ. Lát rồi kia mình thăm mấy cái đằng kia bị mất chuột, không biết bữa nay thăm không biết nó có dính lại hay không. Sắp tới rồi, giờ bắt cái này vô trong kia rồi mình đi thẳng vô kia mình thăm này. Mất chuột mấy lần rồi mình thăm lại không biết có dính nữa. Bốn con rồi, nhỏ xíu à, bốn con này không biết đựng ký không nữa. Nắng quá trời cả nhà, mình đi mồ hôi đổ rồi. Chỗ bên kia sổ nè, khui rồi, cái này lâu lắm, để từ bữa tới giờ, có phân ở nhà, phân nè, nè, hổ hành cả nhà ơi, nè, ở đây mình nhìn thấy rồi, cũng chậm quá, còn cũng chậm cả nhà, rồi nặng rồi nha, nặng luôn cả nhà, ủa sao thú quắc rồi, có chết không, rồi. Ủa trời ơi, ủa anh kia mà sao chết trời, kỳ vậy, ủa lý do gì bị kẹt đâu, trời ơi nó tung lưới ra cả nhà ơi, gãy luôn rồi nè. Ủa con này bự anh kia nè cả nhà, ủa cái gì, rồi nó quắc à, trời ơi trời, ủa như trời cái gì mà nè, ôi nó nại kìa, nãy lưới ra luôn rồi nè. Ôi ôi mình đi nắng nôi được một con mượn muốn chết nè, chà bá nè, được một con mượn muốn gần chết luôn á mà chết, quá trời nắng rồi được con này chắc hơn nửa ký cả nha, kẹt cái đầu nè, nãy banh móc luôn. Rồi cái nè, đi gắn này. Thấy chưa, con này tầm nửa ký á, đi cả buổi trời mới được con bự bự vô cái gì, bị kẹt đầu nó chết rồi. Thấy được con gắn mừng muốn gần chết mà kẹt đầu, thấy chưa, cái bẫy của mình là nó đông banh cái kẽm ra luôn rồi. À nó kẹt đầu vô đây rồi, chết à. Thấy nhìn cái cảnh này là hết muốn đi, nắng nắng mà nó đã mệt rồi, được một con mừng muốn gần chết rồi đó. Cái nhà thấy mồ hôi của mình đổ, đi nắng như này đâu phải dễ kiếm ăn đâu, mà được một con như thế này là thấy cảm cái mất mất gọi là mất cảm giác. Con này cũng tầm nửa ký, từ sớm giờ mới được con mới lớn vậy đó. Bây giờ sẵn có cái chòi của người ta để ngoài ruộng, người ta ngoài ruộng ở dưới miền Tây của mình hay có mấy cái chòi để cắt ngoài ruộng để ngồi nghỉ mệt hay là để đồ rồi đó, thì mình ngồi đây mình nghỉ mệt chút xíu rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Cái con này thì lát nữa thì mình sẽ xử lý nó xuống dưới ao nha, chứ không phải là mình để ở đây luôn. Giờ mệt quá trời rồi, nắng đi hết nổi rồi cả nhà ơi. Lát thì mình đi thăm tiếp nha. Cái này chuyến gò mình thăm bị mắc chuột nè. Mấy chuyến này không sao đây, móc từ từ ra coi. Có phần cả nhà ơi, có phần nha, nè phân này chợt nhẹ hiều cả nhà ơi. Con này không phải rồi, hổ hành. Ủa, cũng nặng rồi, dù nhì quá. Con này không phải là cái con mắc chuột rồi, sao nó khô gan. Mùa này dính con rắn nó khô gan. Ồ hai con cả nhà ơi, một cặp nha, con lột với con không lột, hàng chi nó nặng chịch nè. Con này với con đầu kia nữa nè, một cặp đang quấn nhau đây. Thời buổi này mà còn dính gắn cặp nữa chứ. Con này con đen, con kia con đang lột cái gì á nè, hai đầu nè. Rồi hồi ra ngoài mình xử lý nó nha, để mình đặt lại cái xe cua cái
Lại kia thăm thêm cái nữa. Cái này mới chín rồi chị nền. Chín này không biết có không đây. Chuột còn luôn đó nha. Này. Cho bệnh lúa. Nãy dính cặp này. Bây giờ mình ra đây mình bắt, mình đặt ở đây ba cái mà dính được có một cái, mà một cái dính hai con. Khu này mình đặt tới ba cái rồi, đi thăm nãy giờ dính được một cái. Nắng lên này quá trời mồ hôi nó chảy. Hai con này, hai con ba. Một con này. Con này con chồng. Và vô hàng ba. Chứ không có được vô nhì nữa. Này, con này. Con này mà hơi đục đục, muốn lột. Hai con chắc được ký gửi rồi quá. Không thấy rồi. Không thấy ký gửi rồi. Đây. Nhiều đây cỡ ký ba cả nhà. Gắn ba không? Ui. À. Có hàng. Nhà hiệu gì? Chắc nhỏ quá. Không thấy luôn. Trời ơi, nhỏ. Nằm một cục đây nè cả nhà ơi. Quá trời nắng mà dính con nhỏ không. Cái này lúc trước hay dính đó. Được này chết chuột à. Sao chết chuột à. Vô đây. Nhà trước cái nhà của con cốt mình. Mình đặt cái bẫy sau lưng nhà. Con cốt mình luôn. Không biết dính hay không đây. Cốt mình cũng hay có gắn hay bắt thả lắm. Khui. Chết chuột luôn. Xui luôn. Không có cầm thêm bẫy xe cua đó. Bây giờ mình vô đây mình rút cái này. Lâu rồi không thấy nó dính. Từ hồi bữa đập tới giờ. Tháng mấy hàng tháng. Cái này gần nhà không à, vô có cái này mà thấy nặng nặng rồi, không biết có hay không mà nặng à, có cả nhà ơi. Sợ lội vô tới đây mệt là dính con gắn nói chuyện hết nổi luôn. Gắn ba nữa rút luôn cả nhà ơi. Lâu lắm rồi mới dính được con gắn ba, giờ mình rút luôn đem ra ngoài cái lộ bộ mệt chứ chết. Giờ mình bắt cái con rắn mới dính ra cả nhà, đi mệt nắng quá giờ nói hết nổi rồi.
Hồi nãy dính con sớm mình cũng bắt ra mình không có quay, tại vì ngồi chỗ đó rồi cũng người ta mở nhạc sùm quá rồi mình không quay luôn cả nhà. Cái này lâu không dính gì, dính con nhỏ xíu rút luôn chứ giờ sao giờ, quá trời lâu rồi không thấy dính, chắc được con này. Hay gắn nhỏ không cả nhà. Cả nhà, mình mới vừa bắt gắn ra mà mệt á, 3 giờ mấy à, hơn 3 rưỡi rồi cả nhà. Quá trời nắng ngoài kia kìa, mình vô được cái trong cái vườn mít này. Mồ hôi đi chút xíu, mồ hôi chảy nè. Túi gắn nè, hơn 1,5 kg, cỡ cái 7 cái 8 rồi cả nhà. Mình mới vừa thăm cái cuối cùng luôn rồi, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn cả nhà, mệt quá rồi, giờ nói hết nổi hết nổi. Mệt quá, nắng gì mà nắng chịu hết nổi. Rồi xin chào cả nhà nha, bye bye.